À, bây giờ thì mình mới học vào cái bài gọi là cảnh sách. À, mà cảnh sách thì đây, cảnh sách đó, tức là chữ cảnh đó, là răn nhắc, dạy bảo đó, thấy không? Còn sách đó là cái roi, thấy không? À, tức là ý nghĩa là muốn dùng cái roi đó, thấy không? Để đánh mạnh, thúc đẩy, răn nhắc cho người nó tinh tiến, nó tu hành, nó vươn lên, chứ còn không có giải đãi, không có lừng chừng, thấy không? À, bởi vậy mà những cái bài này mà mình đọc kỹ á, thì mới mới coi như là mới cảm, mới thấm. Cái bài nó vừa là có cái ý nghĩa răn nhắc mà nó thân thiết, thống thiết, mà vừa có cái giá trị văn chương nữa. À, văn chương là âm điệu, cho nên đây là mình dịch ra thì nó cũng là coi như bớt đi một phần, đó là giá trị của nó là bớt phần âm điệu rồi. Cho nên đây mình học đọc ngay cái bản cái âm á, thì mấy vấn đề mới thấy, tức là theo cái bản coi như là âm á, không thì phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên như cộng thành tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội, không? Rất có âm điệu, không? Nghĩa là phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hành lụy bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên như cộng thành tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội, không? Tức là xét bởi nghiệp trói buộc mà thọ lấy thân thì tránh sao khỏi khổ lụy về hình hài. Di thể nhận từ nơi cha mẹ, mượn các duyên mà chung lại thành, dù là bốn đại giữ gìn vẫn luôn chống trái nhau, phải không? Đó. Đó. Tức là mới vào đầu á, từ ngày chỉ ngay cái khổ hoạn nơi thân này, phải không? Cho nên gọi là cái có thân này, thọ thân này đó là do nghiệp nó trói buộc, mà đã trói buộc thọ thân rồi thì không thể tránh khỏi cái khổ lụy về cái hình hài, tức là đã mang cái thân này, tức là để cho mình nhận rõ như vậy đó, mà không có tham đắm, không có chấp chặt vào cái thân này. À, bởi vì chính mình ban đầu đi tu á, thấy không, thì giống như là quên thân, cho nên mới cái giai đoạn đầu á, thấy không, thì cái tâm xuất gia nó mạnh mẽ, do đó mà tu nghĩa là khổ hạnh, thấy không, mà coi như làm gì cũng được, giống như có lúc mà giống như là xả thân cũng được, nó lúc đó là cái chí rất là mạnh mẽ, thấy không, chí ban đầu rất là mạnh mẽ, giống như quên thân, nhưng mà rồi lâu ngày á, cái chí nó mềm, nó yếu đi, cái thì quay trở lại nhớ lại cái thân, quý mến nó, cho nên thành giải đãi chính vì nó thôi. À, bởi vậy chỗ này là chỗ coi như là một cái nhấn mạnh cái tinh thần phá ngã đó, phá ngã chấp về cái sắc thân đó. Mà gẫm sâu sắc kỹ chỗ này thì mới có những cái điều mà nó mới thúc đẩy mình để mà tiến lên. Bởi vì nhận lấy thân thì tức là phải khổ vì thân, vậy là có gì để mà vui, để mà bám chặt nó. Thí dụ như lâu lâu, không tu rồi cái thì lâu lâu cái thì nghĩa là muốn đi chơi, không muốn đi chơi thì tức là muốn cho cái gì, để cho cái thân thôi, cũng vì cái thân đi chơi thôi, không rồi muốn nghĩa là thụ hưởng lợi dưỡng, không thì đó cũng vì cái thân. Rồi mới ban đầu vào đạo á thì coi như là bị nhắc, bị răn, bị dạy gì thì cũng chịu hết, nhưng mà ít năm sau mà khi lớn lớn lên rồi á thì thấy coi như mình là ông thầy lớn rồi, không mà bị răn nhắc mà hơi mạnh chút á thì tự ái liền. À, thì vậy tức là sao, tức là bám trở lại cái thân rồi. À, cái ngã nó nổi như vậy rồi. À, không giờ giờ thấy mình là thầy lớn rồi. À, cho nên những cái đó là cái mà nếu mà mình không có quán kỹ, không thì nó vẫn mắc kẹt. Cho nên ở đây là ngài nhắc là phải ngay lúc ban đầu đó phải nắm vững, phải học kỹ,
Do đó mà ở trong chùa mà từ xưa đó thì mới vào đạo ra là phải bắt học thuộc, phải không, mấy bài này. Nhưng mà học thuộc ở đây là học thuộc là để cho mình răn nhắc mình, chứ còn học thuộc lòng như mà trường lớp thì nó lại cũng không ý nghĩa. Cho nên có nhiều lúc bây giờ lên cái tụng giới thì coi như tụng giới á, không tụng mà là như tụng Lăng Nghiêm vậy đó, thì rồi cũng đâu có nhớ gì đâu, tụng rồi thì cũng buông thôi, tụng coi như liên giống như làm cái máy vậy. Còn đây là thuộc, đây là để mà răn nhắc mình thường xuyên đó, không? Cho nên đã thọ lấy thân thì phải khổ vì cái thân. Thì vậy trong đó có cái gì mà vui để mà bám lấy nó, thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà phải nghiệm kỹ. Cho nên kinh Pháp Cú Thí Dụ đó thì có kể câu chuyện là có bốn vị tỳ kheo mới ngồi bàn với nhau cái gì mà khổ nhất ở trên đời, không? Thì người thì nói là dâm dục là khổ nhất, người mà nặng về dâm dục bị nó chi phối là khổ nhất, không? Người thì nói là sân hận là khổ nhất, bị cái lửa sân hận nó đốt thì thôi nghĩa là nó bất an, không? Người thì nói là đối khác là khổ nhất, đối là nó hành hạ, người nó kinh sợ là khổ nhất, bị những điều mà kinh sợ không an là khổ nhất. Thì Đức Phật ngài đi đến, ngài mới hỏi thì các vị mới kể ra. Thì ngài Đức Phật ngài bảo các ông nói chưa hết lý, chính có thân là khổ nhất. Bởi vì có thân thì mới tìm cái này tìm kia cho nó, sân hận thì cũng chấp vào nó, dâm dục thì cũng chấp vào nó, tức là chấp vào cái thân này, chấp vào cái ngã này, cho nên là mới tham dục, mới dâm dục để cho nó hưởng. Rồi thì sân hận thì cũng vì nó, nói đụng tới nó cho nên nổi sân, hoặc là tham cầu cho nó mà bị ngăn thì cũng nổi sân. Thí dụ giờ muốn nghĩa là muốn cho nó có món ăn gì cho ngon đó, bây giờ cái thì bị cản không cho, thì đó là nổi sân chứ gì, nên cũng vì nó thôi. Rồi đối khác thì cũng vì nó, có thân mới có đối khác, rồi kinh sợ cũng vì nó thôi, kinh sợ là bởi vì có thân mới sanh kinh sợ, sợ mất nó, sợ làm rung rinh nó thôi. Cho nên Phật nói là có thân là khổ nhất đó. Nhưng mà do đâu mà có thân? Cho nên đây thì ngài nói là do nghiệp trói buộc, chính do cái nghiệp trói buộc đó mà có thân rồi phải chịu khổ. Nghiệp nó tạo tác, phải không? Nhưng mà nghiệp là cái gì? Thì lâu nay mình nhiều khi mình học cái chữ nó quen rồi, nghe nói nghiệp thì cái liền hiểu là nghiệp nó trói buộc thôi, nhưng mà không rõ nghiệp là cái gì. Tức là nghiệp là những cái hành động tạo tác chứ gì hết, hành động tạo tác nơi nghĩa là thân, nơi khẩu, nơi ý của mình đó, tức là nơi thân và tâm của mình, bên ngoài là thân khẩu, bên trong là tâm niệm, mà những cái hành động mà nó tạo tác đó, tạo tác ra thành nghiệp. Hành động tạo tác thành thói quen thì thành nghiệp thôi, mà thành nghiệp thì nghiệp nó dẫn đi. Thế nên là bây giờ trong cái cuộc sống này mà mình đã tạo tác những cái điều mà lành nó nhiều, phải không? Thì đó thành cái nghiệp thiện, thì nó dẫn mình đi cái chỗ tốt. Còn tạo tác cái nghiệp ác nhiều thì tạo thành nghiệp ác là nặng, thì nó dẫn mình đi chỗ xấu. Còn tạo tác cái nghiệp bất động thì nó dẫn mình đi lên cái chỗ bất động, tức là tạo nghiệp bất động, tức là tu thiền đó. Tu thiền nhưng mà tu thiền mà còn mong cầu, tức là tu thiền mà theo thế gian gọi là phàm phu thiền đó, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì cũng là tu thiền. Tu thiền là để mà lặng tâm, cho nên gọi tu cái nghiệp bất động. Nghiệp kia là nghiệp thiện, nghiệp ác là nghiệp đó là để mà có động tâm, không? Để mà làm. Còn đây, nghiệp tu thiền là ngồi để mà tĩnh tâm lại, cho nên gọi là nghiệp bất động. Nhưng mà còn nghiệp, cho nên lại còn sanh vào các cõi đó. Ví dụ tu mà sơ thiền, không? Thì để cầu sanh lên cõi trời đó, để ăn ổn, để sống lâu, không? Thì được sanh lên cõi trời sơ thiền. Còn nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đạt được những cái cõi, những cái thiền định như vậy đó, thì sanh lên những cái cõi đó thì sống lâu, sống lâu. Nhưng mà qua hết cái công phu đó rồi, qua coi như là cái sức đó nó hết rồi, thì nó lại cũng rớt xuống trở lại luân hồi, cho nên là cũng còn ở trong cái gọi là sanh tử, cho nên cũng còn là tạo nghiệp.
Còn tu mà đúng theo thiền mà của Phật dạy và thiền giải thoát không? Là phải dứt nghiệp. Tức là dứt nghiệp thì mới nghĩa là hết chỗ đi, chứ còn tạo nghiệp thì ta còn chỗ đi, dù đó là nghiệp bất động. Cho nên mấy chỗ đó là chỗ quan trọng, không có hiểu kỹ thì dễ lầm lẫn. Cho nên là xưa trong nhà Phật, tức là trong mà gọi là những người tu Phật đó mà không có nắm vững thì cũng là hiểu lầm, nói rằng tu mà tới được tứ thiền, tứ thiền ở đó coi như xả khổ xả vui mà, không từ tới chỗ đó tưởng đâu tôi đó là chỗ nghĩa là niết bàn mà, không dứt giờ cái thì dừng ngay chỗ đó, chấp chặt vào chỗ đó, không có tiến nữa, mà không ngờ như vậy là còn mắc kẹt vào trong luân hồi sanh tử. Sơ thiền rồi là còn phải nghĩa là qua nghĩa là quán nghĩa là tứ đế để mà dứt sạch, không dứt sạch những cái niệm, dứt sạch những cái nghiệp thì mới thật sự là niết bàn. Đó. Như vậy thì để cho thấy không do có tạo nghiệp đó thì cái nghiệp đó không nó mới dẫn mình đi thọ sanh. Cho nên đây mang lấy cái thân này là mang cả một cái gánh nặng, có một cái hậu quả của một cái nghiệp mình đã tạo từ đời trước, chứ không phải có vui gì, không có tự do gì hết. Mang cái thân này là mang một cái gánh của một cái nghiệp từ đời trước tạo thôi, cho nên rồi không có nghĩa là thể gọi là tự do gì trong cái cuộc sống này, bị cái nghiệp nó chi phối hết. Nhất là khi mà gọi là có mang qua cái thân này rồi thì tất nhiên là thí dụ như là mang thân này rồi á thì đã sẵn cái nghiệp trước thì làm gì đó thì cũng cái nghiệp đó nó chi phối, cái thói quen đó của nghiệp nó chi phối thôi. Nè thí dụ như là bây giờ không mình đâu có muốn nổi sân chi, tu hành là biết nổi sân là xấu rồi, là dở rồi, phải không? Nhưng mà rồi thỉnh thoảng những lúc bất giác thì không làm chủ được thì cũng nổi sân, phải không? Thì cái đó tức là bị nó chi phối thôi, tức không làm chủ được mình mà bị nghiệp nó làm chủ. Đó là coi như là mình có tu đó, còn nói ở ngoài thế gian mà không biết tu nữa thì hoàn toàn bị nghiệp làm chủ hết, không có chút tự do gì hết. Sống bị nghiệp thôi, muốn ăn chơi rồi muốn cái này cái kia thì cũng nghiệp nó dẫn đi hết, không có chút tự do gì hết. Như vậy thì đây quán kỹ như vậy rồi á thì mới thấy mình mang cái thân này rồi mang cả cái nghiệp, vậy thì bị chi phối hết thì có tự do gì đâu. Mà khi mà đã do nghiệp nó chi phối rồi mà rồi dẫn đến mang cái hình hài này rồi thì phải khổ lị về nó thôi, không? Vì có thân hình thì tất nhiên phải có khổ. Mà cái khổ trong nhà Phật dạy á, thì Phật dạy khổ á, nhiều khi mình học hiểu không có hết cái nghĩa khổ, không? Cho nên có nhiều người nói rằng Phật dạy là thế gian là khổ, đời người là khổ. Nhưng mà tôi thấy đâu phải không có hẳn vậy, không? Thí dụ như có người giàu sang thấy màu khổ gì, không? Hoặc là như là làm vua làm thì làm sao khổ, không có quy quyền rồi sống thụ hưởng là muốn gì có nấy sao khổ. Phải không? Nhưng mà không hiểu được cái nghĩa khổ mà Phật nói khổ đây á, căn bản á là bị nghiệp nó chi phối và bị cái lửa vô thường nó đang là đốt. Khổ căn bản là luôn luôn bị vô thường chi phối, vô thường cho nên khổ thôi, chứ còn không phải nói về cái khổ đối khác, cái khổ thứ ăn thứ mặc hoặc là khổ bệnh hoạn, cái đó là chưa phải là khổ căn bản, mà cái khổ là bị vô thường chi phối. Thì vậy dù cho ai, dù cho là vua chúa hay là quan quyền gì cũng bị nằm trong cái luật vô thường chi phối hết, bị khổ đó không thể nào tránh khỏi hết. Vua nhưng mà đâu phải mà muốn gì được nấy. Lâu lâu bị cái vô thường chi phối, tức như là đang mạnh khỏe đó, không rồi bị bệnh, cái bệnh tức là vô thường, không nó chi phối đó thì có khổ, mà cái khổ nhất là chết. Vô thường căn bản là chết, là tới vua gì cũng phải chết, mà tới khi chết đó là lo sợ, là hoảng hốt, không là khổ,
chết là coi như nó mất cái thân này rồi, không có chỗ nào để bám, mà rồi không biết mình sẽ đi đâu đây. Cho nên chỗ đó là khổ về cái tâm lý, đó mới là khổ quan trọng đó. Mà nhất là như Phật dạy là khi mà bỏ thân này giống như là coi như là cái con cua mà nó bị lột cái mu ra, thì vậy đó, cua da nó dính vào cái mu trên đó, mà bây giờ lột ra thì đau khổ, lúc đó là đau nhất, nghĩa là không kể. Cho nên những cái khổ đó mới là cái khổ chính, là khổ vô thường đó. Cũng vậy, mình đang sống bình thường đây, nhưng mà đâu phải lúc nào nó cũng là bình như vậy hết. Lâu lâu cái nó chợt cái hay không là vô thường nó đến. Thí dụ như tai nạn gì đó, đang sống bình thường vậy có cái tai nạn đến, tức là vô thường đến, không? Hoặc là đang làm quan đó, không? Đang làm quan là đang suôn sẻ đó, rồi cái thì chật cái thì bị phát hiện ra cái tội gì đó, thì vào tù, thì đó chính là vô thường nó đến. Thì vậy những cái khổ đó mình đâu có tính trước được, thì những cái đó là nó chi phối mình hoàn toàn, mình không làm chủ được hết. Đâu có tính, mình không có tính để mà chống nó trước được hết. Bị nó đến bất ngờ, đâu có cho hay trước. Cho nên làm gì làm là cũng phải chịu trong cái lực vô thường chi phối hết. Thì ai cũng vậy, đều chịu cái khổ đó hết. Cho nên gọi là mang lấy thân là phải chịu khổ về thân. Quán kỹ như vậy rồi thì còn chỗ nào để mà bám. Rồi cái di thể nhận từ nơi cha mẹ, mượn các duyên mà chung lại thành. Đó là nói cái bản chất thật của cái thân này. Di thể tức là cái thân này đó, di là nó sót lại hay là một phần của cái khác nó còn lại, tức là thân này là nhận một phần từ nơi cha mẹ mà ra, tức là từ nơi tinh cha huyết mẹ mà nó có ra, rồi nó trung hợp các duyên là sao, là bốn đại rồi đó, không? Rồi cộng thêm nữa là cái nghiệp thức trong đó nữa, có nghiệp thức trong đó nữa, rồi bốn đại trong, rồi bốn đại bên ngoài nữa, bốn đại bên trong tức là đất nước gió lửa bên trong này, nhưng mà rồi phải cộng thêm đất nước gió lửa bên ngoài nữa, nó tiếp vào thì nó mới tồn tại được. Chứ còn nếu mà chỉ bốn đại bên trong mà nó thiếu cái bên ngoài nó tiếp á, thì cũng không tồn tại được. Vậy cho nên rõ ràng cái thân này sống là sống nhờ duyên, chứ không có cái ngã thật. Cho nên đây là quán kỹ để mà phá cái chấp ngã đó. Thường thường thì nhất là coi như là mình là người tu á, không mà lâu lâu năm chút rồi á, thì nghe nói tới mấy chỗ này á thì chắc hết muốn nghe, tại vì nghĩ rằng mình quá hiểu rồi. Nói chuyện mà thân do bốn đại hòa hợp, giả duyên, giả dối, không thật, thì mình đã nghe nhàm lỗ tai rồi, từ lúc mà mới vào đạo lận, phải không? Nhưng mà sự thật, nghe chứ chưa thật hiểu gì. Tưởng đâu mình hiểu chứ chưa thật hiểu gì đâu, đừng có vội tự hào. Tại sao? Bởi vì hiểu đó là hiểu qua cái hiểu của Phật, của Tổ thôi. Tức là Phật Tổ dạy rồi mình nghe, rồi mình khái niệm để mà hiểu thôi, chưa phải thật là cái hiểu của chính mình. Còn bây giờ đây á, là ngày dạy đây là để cho phải chính mình phải quan sát kỹ để mà nhận rõ bằng chính cái trí tuệ của mình. Nghĩa là khi mà mình do cái trí tuệ của mình đó, mình quán kỹ như vậy đó, và mình cảm nhận thực sự như vậy nơi tâm mình, thì chính cái đó nó mới có thể có khả năng giúp mình mà giảm bớt cái tình chấp ngã. Chứ còn cái kia nghe quá nhàm, nhưng mà nghe bằng khái niệm thôi, nghe qua là thôi, nhưng mà rồi chấp thì cũng vẫn chấp thôi. Cho nên nói là hiểu, nhưng mà chữ thật chưa thật hiểu, mà đã hiểu qua cái hiểu của Phật, của Tổ. Cho nên cái đó là cái phải nhận định cho kỹ, phải quan trọng. Cho nên ở đây gọi là cái bài cảnh sách, cái bài răng nhắc, tức là để mình luôn luôn mình nhớ, chứ không phải học qua rồi cái thì bỏ. Như vậy thì do các duyên nó cộng lại thành như vậy đó, thì cái cuộc sống này á, không, bây giờ tách rời các duyên đó ra, thì cái gì là ta? Cái này, cái thân này tách rời các duyên đó ra, tách rời bốn đại ra đi, thì cái gì là ta? Thì thấy nghĩa là một cuộc sống nó rỗng liền,
À, như vậy thì có gì để mình hài lòng hay mình kiêu căng ngã mạn ở trong đó? Nó phải quán kỹ như vậy thì nó mới nghĩa là thắng được mình, và mới bớt được những cái tình chấp. Bây giờ đây á, mình thì thường thường á, thì lâu lâu thì cũng, bởi vì ai cũng vậy hết, cái tình chấp ngã là cái nó ăn sâu nơi mình từ vô thủy đến giờ. Cho nên rồi nói gì nói, khi mà chưa chứng được A-la-hán á, không thì chưa hết cái gọi là cái nhân ngã. Và phải qua tới nghĩa là Bồ Tát và đến Phật thì mới hết được cái pháp ngã, không? Thì vậy là cái tình chấp ngã đó mà chưa chứng A-la-hán thì ai cũng vẫn còn hết, hoặc là nặng hoặc là nhẹ thôi. Cho nên không khéo quán để mà cảnh tỉnh á, thì lâu lâu nghĩa là nuôi dưỡng nó mà không hay. Cho nên cứ thường thường mình sống thì cứ muốn đưa nó lên, lúc nào cũng muốn đưa cái gọi là cái ta này lên hết, cho nên lúc nào cũng muốn ta là có cái gì quan trọng, phải ta là quan trọng thôi, phải không? Cho nên rồi bảo vệ nó là số một. Nhất là nếu mà khi mà nghe mà tới những cái điều này đó thì mình để thấy nó có đụng gì tới mình không. Đó, nghe như vậy tới đó thấy có đụng gì không, thì biết liền, không? Bởi vậy mà những cái chỗ này là phải nghe kỹ rồi quán sâu, không? Thì mới có thể nghĩa là thật sự mình có cái sức sống được. Cái câu chuyện mà ngài phá táo đọa đó, câu chuyện đó là mấy vấn đề phải thường nghĩa là nghiệm, không? Thường nhắc mình. Thì nó có cái sức nghĩa là đánh thức rất lớn. Câu chuyện này đó, chứ đừng có nghĩ rằng cái đó câu chuyện đó nghe lần rồi qua. Nghĩa là ngài phá tổ đọa, không? Dẫn đệ tử đi vào trong cái miếu, không? Thì tới cái chỗ cái miếu mà ta thờ đó, thì lấy gậy gõ vào cái chỗ cái bếp đó, thờ đó, nói rằng bếp ơi, đây là ngói gạch hợp thành, thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi phải đòi chuộc nhiều sinh mạng như vậy. Gõ thêm ba cái nữa thì cái bếp nó đổ. Đổ từ ngày đi ra xong rồi một chút á, thì mới gặp vị thanh niên mặc áo mão giống như quan đến lại xong rồi thì ngài mới hỏi ông là ai, thì vị đó mới nói là con là thần táo ở cái miếu vừa rồi được hòa thượng nghe là khai thị cho cái pháp vô sanh, cho nên bây giờ con được thoát khỏi kiếp táo, được sanh lên cõi trời, đến đây lễ tạ hòa thượng. Xong rồi thì biến mất. Thì đệ tử sau đó mới hỏi con, tụi con lâu nay mà theo hầu hòa thượng mà sao không được hòa thượng chỉ dạy cái pháp vô sanh cao siêu gì, còn thần táo đó được chỉ dạy gì mà ông mau thoát vậy? Thì ngài mới nói là ta cũng không có dạy gì khác, chỉ nói là đây là ngói gạch hợp thành, không? Thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi đòi chuộc mạng nhiều, được đòi chuộc nhiều sinh mạng vậy thôi. Giờ ngài hỏi về các ngươi hiểu chăng, thì các ngươi để nó không hiểu, thì ngài nói đây là cái tánh bản hữu của mọi người, bản hữu tức là cái tánh sẵn có của mọi người thôi, thì có gì không hiểu? Thì ông thầy giả ông mới sụp lại xuống, thì vừa sụp lại xuống thì ngài nói là đổ rồi vỡ rồi. Thì ngay đó ông thầy giả cũng tỏ ngộ luôn. Đó, thì chính chỗ đó là chỗ phải nghe được nghiêm kỹ để nhắc nhở mình. Bởi vì thằng táo thì cứ bám vào mấy cái cục đá đó, mấy cục gạch đó, rồi lấy đó làm thân mình, làm nhà mình, cho nên rồi lấy đó làm chỗ nương tựa, và bắt người này người kia là phải cúng kiến, là tưởng đâu đó là chỗ mình nương tựa thôi. Cho nên nếu mà ai động tới đó tức là động tới mình, động tới mấy cục đá đó là động tới mình. Cho nên rồi khi mà ngài khai thị cho, ngài nói đây là ngói, là gạch hợp thành, tức là nó là cái vật vô tri, còn ông là thần, mà thần tức là linh, là thánh, tức là sáng suốt, thì đâu phải là mấy cục gạch vô tri, mấy cục đá vô tri đó. Cho nên ngài gõ thêm mấy cái nữa để cho ông thấy đây là cái vật vô tri. Thì ngay đó thì ông thần cũng phải tỉnh ngộ liền, gõ đó gõ mấy cục gạch ta phải gõ ổng, phải không? Thì buông mấy cục gạch đó thì giải thoát thôi. Thì mình cũng phải nắm vững đây, thì thân này cũng vậy thôi, những cái duyên hợp nó thành đó, thì đó cũng là đất nước gió lửa, cũng là cái vật vô tri,
không? Còn mình là phải là cái linh tri, cái sáng suốt, đâu phải là cái vô tri đó. Thì không có bám chặt vào đó, thì buông được cái đó thì cũng là giải thoát. Mà Ngài nói giải thoát thì cái vô sanh đó là cái tánh sẵn hữu, cái tánh sẵn có của mình chứ không phải là từ đâu khác. Cho nên buông cái đó rồi thì cái giải thoát là tự mình đã giải thoát sẵn rồi, chứ không phải có một cái giải thoát nào khác nữa, cũng không phải có cõi nào khác nữa. Cho nên là khi ông thị giả ông không hiểu, nhưng mà ông vừa nghĩa là sụp xuống lại, thì sụp xuống lại tức là cái thân này nó sụp xuống giống như mấy cục đá nó đổ chứ gì nữa. Cho nên cái thân này vừa sụp xuống lại thì Ngài nói đổ rồi vỡ rồi. Thì sụp xuống là cái thân này nó sụp thôi, còn cái linh tri kia thì nó đâu có sụp lên mà đứng dậy gì. Cho nên thì giả cũng ngay đó thì cũng tỏ ngộ luôn, không còn bám vào cái thân này nữa mà nhận ra chính mình là cái linh tri kia. Cho nên cũng tỏ ngộ luôn. Thì nhớ như vậy đó thì mình mới thấy bớt chấp vào cái thân này, thấy không? Như vậy thì thân nó do nghĩa là các duyên hợp đại thành, do bốn đại nó giữ gìn, thấy không? Thì nó tạm nương mà nó bền vậy thôi. Nếu mà bốn đại mà nó rã ra thì nó tan thôi. Mà trong đó nó lượng nó thường là chống trái nhau, bốn đại nó luôn nghịch nhau. Nước thì nó đâu có hợp với lửa, phải không? Đất thì đâu có hợp với gió. Cho nên là lâu lâu mà gió thổi mạnh thì đất nó rung rinh thì thân đau nhức, phải không? Còn nước mà nó mạnh á, không? Thì lạnh. Lửa nó mạnh thì nóng, nó sốt. Cho nên là bệnh hoạn. Cho nên mình sống là luôn luôn là điều hòa bốn thứ đó, có gì đâu. Hiểu kỹ như vậy đó thì trong này lấy cái gì là ta trong đó để mà bám chấp, một quán kỹ đó để mà nhắc nhở mình thường xuyên. Thì thôi, bữa nay là mình học cái phần đầu này thôi, còn cái phần sau này còn dài. Thì để mà nhắc nhở, đánh thức mình nhớ kỹ, thì răng nhắc mà tiến lên. Bữa nay thì mình học tiếp cái phần gọi là quy sơn cảnh sách. Vừa rồi thì mình học cái phần đầu gọi là bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tuy nãi tứ đại phổ trì mà thường tương vi bội, phải không? Tức là đối nói về cái thân này thì tuy nó nhờ bốn đại nó giữ gìn, nhưng mà thường nó chống trái với nhau chứ nó không có hòa hợp. Đó là để cho mình quán kỹ cái thân nó tạm bợ mà không có bám chấp vào nó. Thì cái điều này á, nó có cái coi như là có cái ý nghĩa là giống như là nói rằng bốn cái đại đó giống như là bốn rắn mà nhốt trong cái rương đó, thấy không? Thì bốn rắn này mỗi cái nó có tính riêng, cho nên nó luôn 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 lúc nào cũng nó tranh, nó cắn nhau, không lúc nào yên ổn. Thì ở trong đó có cái gì để mà tự hào? Bởi vậy mà không hiểu này thì mình dễ bám vào cái thân này rồi tự hào là mình khỏe mạnh, không? Rồi mình có khi là tốt tướng đồ đó, thì cái đó là cái nó lầm lẫn. Do đó mà có câu chuyện là ông Bạch Cư Dị, mà ông đến ông hỏi thiền sư Điểu Phà mà ngồi ở trên cái chẳng ba cây đó, hỏi sao mà ngài ở cái chỗ nguy hiểm như vậy. Tức là thiền sư Điểu Phà ngài lên trên leo trên cái cây chỗ cái chẳng ba đó, ngài làm một chỗ cái ngài ngồi, ngài ở ngồi thi giống ngồi thiền trên đó. Cho nên gọi là Điểu Phà. Phà là cái ổ chim đó, có chỗ thì gọi là ô sào, không? Thì ông hỏi chứ sao mà thầy đã ở ngay chỗ nguy hiểm vậy, ở dưới đất không chịu ở mà leo lên cây ngồi chỗ nguy hiểm vậy? Thì ngài Điểu Phà đó ngài mới bảo chính cái chỗ ông đó mới là nguy hiểm. Thì ngài ông Bạch Cư Dị ông mới nói địa vị của con á, không, là cái địa vị trấn giữ sơn hà thì có gì nguy hiểm? Tức ông là vị quan, không, vị quan mà tức là ông trấn giữ sơn hà thì có gì nguy hiểm? Thì ngài thiền sư Điểu Phà ngài mới bảo
nước lửa trái nhau, nghiệp thức đổi dời không nguy hiểm sao? Ông làm quan, ông nói ông trống giữ sơn hà, không? Nhưng mà ông đâu có hay rằng cái thân của ông trong đó nó đang là vô thường, không? Nước lửa nó là hai cái nó đang chống trái nhau đó, nó mà nghĩa là mà lệch chút mạnh đó, có khi thì ông qua đời cũng không hay nữa, không phải nguy hiểm sao? Không? Thí dụ cũng như ông đang làm quan đó, không? Rồi chợt gặp cơn gió độc nào đó, không? Rồi nó bệnh nặng cái nó cũng qua đời được, thì vậy là không nguy hiểm hay sao? Đâu phải làm quan để ông khỏi đó. Huống nữa là thí dụ khi ông làm quan đang yên ổn đó, rồi chợt cái thì bị phát hiện ra có cái tội gì đó thì bị bắt vào tù, rồi khi bị chém luôn, thì vậy không nguy hiểm hay sao? Chưa chắc là cái chỗ mà địa vị của ông đó là vững bền vững vàng, tức là nó coi như là rất là mỏng manh, cho nên chỗ đó là chỗ rất nguy hiểm đó mà ông không thấy được. Cho nên ở đây thì muốn nhắc lại như vậy, thì trong đó không, nó là vô thường như vậy, thì có chỗ nào mà đáng để mà tự hào? Rồi ở dưới mới là cái thí dụ. Tức là như vậy thì các cái bốn đại nó trái nhau, rồi vô thường, lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, không? Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế, tức là vô thường già bệnh chẳng hạn với người, sớm còn tối mất, sát na đã qua đời khác. Đây là Tổ Quy Sơn đó, không? Ngài mới nói thêm để cho thấy rõ cái sự vô thường, sự già bệnh đó đó, nó luôn luôn là nó trực sẵn ở một bên đó, nó không có hẹn với mình, không? Nghĩa là không phải là hẹn là nó lúc nào đó nó mới đến, mà nó có thể đến bất cứ lúc nào. Và nhất là Ngài nói rõ để cho thấy sớm còn tối mất, chỉ cần một sát na là nó qua đời khác rồi, tức là cái mạng sống của mình rất mỏng manh, không? Mà Đức Phật gọi là cái mạng sống, nghĩa là trong hơi thở đó, không? Nó không có chút nào bền bỉ hết. Vậy thì ở trong đó đó, phải quán kỹ như vậy đó để mà bớt chấp, chứ còn không thì cứ bám vào nó hoài. Mà sự thật thì nó như vậy, không? Cái mạng sống ở đây thì nó là có thể là nó đứt ngang bất cứ lúc nào. Và như vậy thì trong cái thân mà mình đang sống đây đó, quả thật là không có chủ gì hết, bị vô thường nó chi phối hết, không? Nó không có làm chủ, không có chủ gì hết. Bởi vậy mà mới có câu gọi là sự thật giờ thì khi mình có thể mình bảo cái thân này đừng có già được không? Nó già nhưng bảo đừng già được không? Rồi nó bệnh, mình bảo nó đừng bệnh được không? Là thân mình đó, thường gọi là thân mình, mà bảo nó đừng già không được, bảo đừng bệnh không được, thì có cái gì là làm chủ? Cho nên gọi là thân vô chủ, không? Thì thấy rõ nhớ như vậy đó, không? Thì để mà bớt lầm chấp trên đó. Rồi cái kế á, là tổ mới cái ví dụ, ví dụ là thí như xưng xương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cũ, không? Rồi niệm niệm tất tốc, niệm niệm tấn tốc đó, nhất sát na giang chuyển tức, tức thị lai sanh, hà nải yến nhiên không quá. Tức là ví như sương mùa xuân mốc buổi sớm, thoạt đó liền không, cây bờ thẳm dây giếng cạn, nào có lâu dài. Niệm niệm chống mau, trong phản sát na chuyển hơi thở, liền thành đời sau, sao đành bình thản để qua xuông. Tức là trên nói về cái sự vô thường tạm bợ của cái thân, nói về cái lý. Bây giờ đây thì thí dụ như là sương mùa xuân mốc buổi sớm, tức là ở buổi sáng sớm thì những cái hạt sương hạt mốc nó đồng lại trên đầu ngọn cỏ hoặc là cái lá cây đó, thì một chút rồi cái nắng lên thì nó liền tan, cho nên gọi là thoạt đó liền không, nó không có chút gì bền bỉ, là sự mỏng manh. Rồi thứ hai là cây bờ thẳm dây giếng cạn, nào có lâu dài. Đây là những cái thí dụ
Thí dụ là trong kinh đó có những cái thí dụ nói thân mình đó, thì cũng giống như cái cây mà nó nằm ở bên cái vực thẳm, cái cây mà nó mọc đó, nó mọc ở bên cái vực thẳm đó, rồi cái bờ lại sắp lở nữa, tức là ở bên cái bờ vực thẳm rồi nó lại sắp lở, đất nó sắp lở nữa, thì chỉ cần một cơn gió mà thổi qua thì nó có thể nó ngã, nó đổ liền đó, tức là mỏng manh, không có nghĩa là bảo đảm gì hết, thấy không? Nó gọi là cây, cây bờ đó, cây bờ thẳm là như vậy. Còn dây giếng cạn đó là cái ví dụ, ví dụ như là cái người có cái người tội rồi bị voi, con voi á, nó rượt, nó đuổi để mà nó trị, thấy không? Thì rượt chạy, thì cái người này chạy tới cái giếng cạn, thấy cái giếng cái nhảy xuống thì lại nắm trúng cái sợi dây nó ngang, thì mới nắm lại, thì ở mới nhìn xuống thì thấy ở dưới đáy giếng á là có bốn con rắn, thấy không? Nó đang nhe, coi như nhe răng nó nhìn lên, không? Rồi thì ở nhìn một hơi thì ở trên đó, chỗ mà sợi dây mình nắm đó, không? Thì ở trên đó đã có hai con chuột, một con đen con trắng, nó đang gặm, nó cắn dần dần cái sợi dây đó. Còn ở trên miệng giếng thì con voi nó đứng, nó dòm xuống. Thì cái người này thấy bỗng nhiên là có con ong nó bay ngang qua, nó làm nhỏ năm cái giọt mật, xong mà trúng ngay miệng, liếm được thì anh thấy ngọt quá, nhiều khi là cái anh thấy vui. Thì đó là để chỉ cái sự vô thường đó, không? Nó đuổi mình gấp gáp như vậy đó, đến cái chỗ nghĩa là nguy hiểm vậy. Hai con chuột mà nó gặm ở trên đó, để chứ ngày đêm đó, thời gian ngày đêm nó cứ nghĩa là gặm dần cái mạng sống của mình, không? Nó mòn mỏi sắp tới đó, không? Thì như vậy mà không có hay đó, tức là cái sự vô thường, cái sự chết chóc đó, nó sắp một bên đó mà không có hay. Rồi nếm được cái năm dục mật đó, cứ giống như là ngũ dục đó, không? Ngũ dục đó thì có đáng gì đâu, nhưng mà lại sai đắm trong đó, quên cái khổ vô thường nó đang bức bách, thì như vậy là không có, gọi là không có khéo sống đó. Cho nên ở đây thì mới ví dụ cái thân của mình nó mỏng manh vậy, cái sự vô thường nó luôn luôn nó bức bách sát bên đó, phải nhớ như vậy đó để mà tinh tấn tu hành. Cho nên rồi nghĩa là niệm niệm, không? Chống mau trong phản sát na đó, chuyển hơi thở thì liền thành đời sau rồi, thì sao lại có thể bình thản để cho nó qua xuông, không? Đắm mê trong một cái chỗ nghĩa là không có đáng gì hết ở trong đó, không? Bây giờ đây thì sự sống là trong từng niệm niệm rồi, không? Một hơi thở mà nó ngưng thì qua đời khác rồi, không? Cho nên ở đây là nhìn như vậy đó, quán kỹ như vậy đó để mà sách tấn mình tiến lên, chứ không thể mà cứ bình thản coi như là không có chuyện gì để cho nó qua mất một cái đời thì rất là uổng. Cho nên chính cái chỗ này mà vua Trần Nhân Tông ngài có cái bài kệ mà khi mà ngài khai đường đó, nói rằng thân như hơi thở ra vào mũi đó, không? Tức là thân như hơi thở ra vào mũi, đời tợ gió đùa mây núi xa, tức là bài dịch nghĩa, không? Đổ nguyên từng chập trăng sáng rỡ, nào phải tầm thường xuân luống qua, không? Nghĩa là thân mình cũng như là hơi thở ra vào trong mũi, thở ra mà không hít vào nó qua đời khác rồi. Còn cuộc đời đó cũng giống như là gió mà nó đùa cái đám mây ở núi xa, tụ đó rồi cái tan đi liền, có tụ đó rồi tan đó thôi, nó rất là mỏng manh. Mà cái quan trọng á, đổ nguyên từng chập trăng sáng rỡ, đổ nguyên là chỉ cho con chim mà gọi là chim quất, chim cuốc đó, không? Thì trong đêm đó nó cứ kêu từng chập, không? Từng chập đó để mà nó nhắc nhở, gọi người đó, bởi vì cái này là cái tích, không? Kêu cuốc cuốc hay quất quất đó, để cái tích là ông vua mất nước, không? Kêu rồi cái thành chim đổ nguyên kêu rồi than, thì đây mượn cái tiếng chim đó để nhắc nhở mình đang bỏ quên một cái gì vật quý, không? Tức là
nhớ rõ trên cái bầu trời đó là có phần trăng sáng rỡ, thấy không? Thì vậy nghe tiếng chim đủ quyên đó mà nhớ rõ đang có một cái vầng trăng sáng rỡ đang rọi chiếu đó, nhận được vầng trăng sáng rỡ đó để mà sống thì mới thực sự là cái cuộc sống có giá trị, chứ đâu phải là tầm thường, nó qua xuông như mùa xuân theo thời gian của thế tục. Vậy thì trong cái vô thường đó mà khéo để mà sống, khéo nhớ lại, nhận ra một cái bất diệt ở trong đó, cái chân thật trong đó để mà sống, thì đó mới là cái người khéo sống. Chứ còn không phải sống để cho nó tầm thường, nó qua xuông. Như vậy thì được như vậy đó thì cuộc sống mới rất có giá trị. Bởi vậy mà đây là nhắc nhở mình phải khéo để mà quý tiết cái thời giờ, đừng cho nó để luống qua. Chứ còn không thì cứ nghĩ rằng mình là còn khỏe mạnh, thấy không? Rồi cứ lo vui hoặc là lo những cái chuyện mà gọi là thường thường, nó lơ là cái chuyện tu hành của mình, đó là cái rất là đáng tiếc. Phải nhớ là người xưa ở trong nhà thiền, mà câu chuyện mà thường hay được nhắc nhở đó là câu chuyện ngài thiền sư Y Am Quyền đó. Ngài Y Am Quyền là mỗi một buổi chiều khi mà ngài thấy chiều về đó thì ngài liền rơi nước mắt, ngài than, nghĩa là lại một ngày nữa đã trôi qua, công phu của ta đó chưa có gì. Mỗi ngày khi mà buổi chiều đến rồi thì ngài rơi nước mắt, ngài than, như vậy là một ngày nữa đã trôi qua rồi mà cái công phu của mình đó chưa có được gì. Còn trong khi bây giờ á, không thì mình nghĩa là không có khéo như vậy, rồi lo vui theo những cái vui không đáng kể, có khi ở trong chùa, không mà lại còn ham vui theo những cái vui của thế tục, không đi chơi đầu này đi chơi đầu kia, hoặc là xem tivi, xem video, rồi mấy cái đó là mấy cái mà nó phí thời giờ của mình, mà nó làm nhiễm tâm của mình nữa, nhưng mà mình không thấy được, không thì cái đó là nó mất công phu của mình. Khi mà nghe đến những cái chỗ này là để đánh thức mình phải nhớ lại. Đó là nói về cái sự nghĩa là vô thường tạm bợ của thân, không? Rồi ngài nhắc nhở là phải khéo mà quán trở lại, chứ đâu thể sống để cho nó qua xuông. Đó cũng là một cái roi đó, cho nên cảnh sách tức là đây là một cái roi để mà đánh lên mình một cái đó. Rồi phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự, miếng ly hương đảng, thế phát bẩm sư, tức là cha mẹ chẳng dâng món ngon vật lạ, sáu hàng quyến thuộc cố quyết xa lìa, chẳng ra giúp nước giữ yên, bỏ ngay nói giỏi nghiệp nhà, tránh xa làng xóm, cạo tóc theo thầy. Như vậy thì đây là coi như là nói lên cái lúc ban đầu của mình đi xuất gia, thì cái việc xuất gia, cái ý chí xuất gia đó nó rất là cao quý, phải không? Cho nên cha mẹ đó sẵn sàng mình bỏ cha bỏ mẹ đi tu, cho nên là đi tu rồi thì đâu có còn ở nhà để mà dâng món ngon việc lạ để mà trả hiếu, phải không? Tức là đã sẵn sàng cắt đứt cái tình thân, phải không? Để mà đi tu thôi. Rồi sáu hàng quyến thuộc, tức là cha mẹ anh em rồi vợ con, không? Thì như vậy là cũng cắt đứt luôn. Vậy thì lìa cha mẹ rồi xa lìa cả bà con quyến thuộc, không? Không ra giúp nước giữ yên, tất nhiên là về trách nhiệm đối với đất nước, đối với quốc gia đó, không? Thì mình cũng là đi tu thì tức là không có ra giúp nước giữ nước, đó là cái trách nhiệm của mình đã cũng là thiếu phần đó rồi. Rồi cái trách nhiệm mà để nói giỏi cái nghiệp nhà đối với trong cái gọi là dòng tộc, không thì cái đó mình cũng không có luôn. Như vậy thì cái ý chí ban đầu đó, không là coi sẵn sàng cắt đứt hết, thì ý chí rất là cao quý, không quyết nghĩa là theo thầy học đạo thôi, làng xóm gần bên là cũng tránh làng xóm luôn,
coi như bước một bước thẳng ra đi. Như vậy thì cái ý chí ban đầu quá là cao đẹp, phải không? Nhưng mà có khi thì lại đáng tiếc, nó lại không có đẹp mà luôn, mà rồi có khi lâu ngày á, thì nó lại quyến luyến trở lại, nó yếu đuối trở lại. Cho nên đây thì Ngài lại nhắc đó. Như vậy thì đối với coi như những cái trách nhiệm mà trong gia đình với cha mẹ, rồi là mình không có, là mình thiếu rồi. Đối với quốc gia, xã hội ngoài là mình cũng đã thiếu rồi. Thì như vậy, xuất gia như vậy đó, thì phải có cái gì để mà đền đáp lại. Chứ chẳng lẽ mà để nghe là nó rỗng hay sao? Cho nên những cái chỗ này là những chỗ mà cảnh giác mình đó. Nhưng mà có khi đi tu rồi, những cái này là cắt đứt hết, rồi là kết vào ở trong đạo là kết. Những cái tình thân bên ngoài cắt, nhưng mà vào trong đạo là kết. Có khi kết thân với Phật tử, không? Rồi buộc là buộc với huynh đệ, vào chùa lại buộc với huynh đệ, rồi kết thân với Phật tử. Thì như vậy là cắt cái kia, buộc là cái này. Thì đó là cái điều đáng tiếc. Cho nên đây là phải quán cho kỹ những cái điều này để mà nhắc nhở mình, đánh thức mình. Tức là như vậy thì phải làm sao? Thì ở đây Ngài nói: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức, thấy không? Quýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. Tức là xuất gia rồi thì phải là trong gắn công thắng niệm, ngoài rộng đức kính hòa, vượt hẳn cõi trần, mong Ngài ra khỏi. Tức là như vậy thì vào xuất gia rồi thì phải sao? Phải có công phu tu hành thực sự ở bên trong đó, thì phải gắn sức công phu để mà thắng được những cái tâm niệm của mình. Tức là bên trong tâm đó phải thắng được những cái niệm tưởng, như là những cái niệm xấu ác, những cái niệm mà chạy duyên theo trần, những cái niệm này là phải thắng được nó. Còn bên ngoài đó thì phải rộng những cái đức kính hòa. Đây là những cái đức mà gọi là không có gọi là tranh, không tranh giành đấu nhau đó, không mà phải có sự kính hòa, nó gần là cái lục hòa của mình. Như vậy thì bên trong là thắng những cái niệm để lấy lại cái sức làm chủ của mình. Bởi vì những người thế gian á thì bị các niệm nó dẫn đi trong cái luân hồi sanh tử, dẫn vào trong cái ngũ dục của thế gian, cho nên mê mờ. Bây giờ mình tu là tỉnh lại, mà tỉnh lại thì đâu thể đi theo thế gian, cho nên là phải có cái sức, nghĩa là làm chủ trở lại, thắng được những cái niệm mà bên trong của mình đó. Đó thì mới gọi là ngược dòng thế gian, không? Rồi thì bên ngoài, không? Thì phải có sự hòa thuận kính với nhau, thì cái đời sống tu hành của mình nó mới có ý nghĩa, và nhất là cái nghĩa tăng. Sống lâu ngày thì quên, chứ còn cái nghĩa tăng đó thì đúng nghĩa của nó là hòa hợp chúng, tức là một cái chúng mà sống chung với nhau, hòa hợp thanh tịnh thì mới gọi là được cái gọi là cái nghĩa tăng. Bây giờ nếu mà mình chỉ sống mà cứ tranh chấp nhau bất hòa thì hoài đó, thì làm sao xứng đáng đứng vào trong cái hàng tăng. Mà muốn rộng được cái đức kính hòa thì phải sao? Thì phải sống được cái căn bản là lục hòa. Cho nên lục hòa là cái quan trọng mà ở thiền viện hòa thượng là nhấn mạnh cái lục hòa đó là cái chất keo gắn chặt, thấy không? Mỗi thiền sinh sống ở đây, nên cái lục hòa đó rất là quan trọng. Sở dĩ đó, không mà sống mà không được lục hòa đó là tại sao? Cho nên chỗ này là phải thấy được cái ý này thì để mà mình sống. Bởi vì muốn sống được cái lục hòa, không thì cái quan trọng là phải quên bớt cái tôi này đó, thì sống được thôi. Tức là hay là gọi là phải thấp mình, thấp cái ngã xuống. Bởi vì sở dĩ mà nó cứ sống mà cứ đụng chạm nhau hoài đó là bởi vì quá nặng vào cái tôi thôi, không gì hết. Cứ chấp chặt vào cái tôi cho nên đụng hoài. Đụng là đụng cái tôi thôi chứ đâu có gì khác để đụng. Do đó mà ở đây phải thấy được cái ý đó, bớt nhẹ
cái tôi đó thì nó hòa. Do đó mà ở trong nhà Phật hay trong đạo Phật đó thì cái điều Phật dạy căn bản là vô ngã, làm gì làm là phải đi qua cái cửa vô ngã trước. Người tu mà chưa đi qua cửa vô ngã đó thì chưa thể nói đến cái chuyện giải thoát. Bởi vì nhiều khi rồi mình cứ nghĩ rằng bây giờ mình tu là thuộc về tối thượng thừa rồi, còn vô thường khổ không vô ngã là thuộc về tiểu thừa, không quan trọng. Đó là nhiều khi nói lý, tu mà kiểu nói lý. Chứ còn dù cho tu mà tối thượng thừa, Phật thừa gì đi nữa cũng phải qua cái cửa vô ngã này trước. Không qua cửa này thì chỉ nói suông thôi. Phải hiểu được cái ý đó. Nhưng mà lâu nay thì mình học Phật hay hời hợt bỏ qua cái điều này, chỉ lo học những cái lý, lý cho cao siêu mà bỏ qua. Nhưng mà chính cái chỗ này phải thấy kỹ lại, kinh nghiệm cho rõ ràng thì mới rõ cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất. Cần phải học kỹ, phải quán kỹ cho thấm sâu trước thì mới tránh được những cái điều lỗi lầm về sau này. Thì vậy thì nhớ kỹ, trong thì phải luôn luôn gắn công để mà thắng được những cái niệm tưởng trong, ngoài thì phải rộng được cái đức là kính hòa, sống cho được lục hòa. Mà muốn vậy thì phải bớt cái lòng chấp ngã, và vượt hẳn cõi trần, mong ngài ra khỏi, không? Đây mới là chính là cái bản nguyện của người xuất gia đó. Xuất gia là phải để vượt hẳn ra cái cõi trần này và mong làm sao phải có ngày phải thoát ra nó, chứ không thể xuất gia dây dưa ở trong đây để cho qua ngày qua tháng. Cho nên cái bài kệ mà lúc mới xuất gia đó, không, thì lâu ngày có khi thì lâu ngày đều phải quên. Chứ bài kệ này đáng lẽ là phải luôn luôn nhớ để mà đánh thức cảnh giác mình. Thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức năng tư nghị. Về xuất gia là hay thấu rõ được cái thế gian này nó là vô thường, nó là tạm bợ. Tức là mình đi tu là do mình thấu rõ được cái cõi đời nó là vô thường tạm bợ, nó không có giá trị gì đáng để mình bám mình chấp, cho mình sẵn sàng bỏ để mà đi tu. Nhưng mà đi tu đó để chi? Tức là khí tục thú nê hoàng, là bỏ thế tục này để mà tiến đến niết bàn, tiến đến chỗ vô sanh giải thoát. Thì cái công đức nó mới là bất tư nghị hay là năng tư nghị, tức là công đức khó nghĩ bàn. Như vậy thì công đức của người xuất gia đó nó là thật là khó nghĩ bàn, chứ không phải tầm thường. Trong khi đó nếu mà xuất gia chỉ vào chùa ở cho qua ngày thôi thì công đức khó nghĩ bàn là ở chỗ nào? Không. Cho nên không phải xuất gia vào ở chùa cái là xong. Phải nhớ kỹ điều đó. Nhưng mà bây giờ đây rồi ở trong chúng của mình đó, giờ kiểm điểm lại coi cái tâm niệm xuất gia của mình đó thì như có xứng chưa. Cho nên phải nhớ như vậy để mà đánh thức mình. Do đó mà cái chỗ này đó cũng là một cái roi nữa đó, một cái roi mà Tổ Quy Sơn muốn đánh vào mình để mà nhắc, không? Vậy thì xuất gia là phải lo vượt hẳn cái cõi trần, mong làm sao có ngày thoát ra, chứ không phải là chỉ nghe là lừng chừng cho qua ngày qua buổi, không? Lời dạy rất là gọi là thống thiết.